Xin chào các bác. Hôm nay Kavalos bên em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác cái màn hình Cova. Hôm nay thì không phải là giới thiệu màn hình mà là giới thiệu một số cái khắc phục cái lỗi mà các bác gặp phải mà các bác chưa biết cách xử lý. Thì đầu tiên là cái một số bác hỏi là cái điều khiển giọng nói của bác ấy không mở được kênh VTV. Thì đầu tiên là nếu mà các bác kích vào phần Cova này, mở VTV này, mở VTV 1 đấy, thì nếu mà điều khiển giọng nói của các bác mà mở ngay lập tức mà nó không ra cái VTV như này. Mở VTV 3 đấy, thì điều khiển giọng nói của Cova thì ngay lập tức sẽ mở được các kênh VTV. Nhưng mà nếu cái trường hợp mà các bác mà khi mà điều khiển giọng nói mà không mở được đấy, nó ra một cái dòng chữ ở đây này, dòng chữ ở đây là không thể kết nối cái thứ ấy, thì nó sẽ bị một vấn đề như này là các bác ở cái phần Jetix TV này đấy, nó là bản quá bản cũ, thì các bác vào cái phần set play đấy, vào phần set play các bác tải giúp em cái phần Jetix TV vào đây. Jetix TV các bác tìm kiếm này, đây này, đây này, đây chính là cái ứng dụng Jetix TV này, ứng dụng Jetix TV nhá. Nếu mà các bác mà không điều khiển được mở cái kênh VTV thì các bác vào giúp em tải cái này lên và cập nhật cái này là được các bác nhá. Đấy là các bác có thể điều khiển ngay được cái kênh VTV. Và cái thứ hai nữa là một số bác gặp phải một cái trường hợp đó là một số xe thì lắp cái Cova này, các bác hỏi là cái âm thanh radio nó rè quá, thì thực ra là các bác có thể vào trực tiếp cái phần radio để tải cái phần radio online về. Thì ví dụ như là các bác đánh chữ radio online đấy, xong các bác kích vào cái đài radio FM này, đây cái đài FM này, các bác cài giúp em đấy, nó có mấy bảng liền thì các bác tùy chỉnh có thể cài được. Thì em thấy này, em thấy cái bản này cài khá ổn đấy. Các bác chỉ cần kích vào cái radio online này đấy, xong các bác vào online Việt Nam này đấy. Ở dưới này nó có một số phần radio này, VOV này, hoặc bài radio này đấy, thì nó có cái đài mà các bác muốn nghe thì các bác tải hẳn VOV về, tải VOV giao thông về cũng được, đây VOV đây, hoặc là tải radio, radio online. Thì có thể tải cái radio online này về thì nó sẽ khắc phục được cái lỗi mà một số xe, dòng xe ấy, thì cái chất lượng radio kém, các bác nghe nó hơi bị rè, thì có thể vào đây các bác để xử lý bằng cách như thế. Đấy. Thôi, chỉ cần đánh đi nhé, vào phần giao diện này. Đầu tiên là các bác cấp một cái tài khoản cho cái phần set play, nó giống như tài khoản Gmail ấy, các bác cập nhật vào, xong các bác vào đây các bác gõ chữ radio online đấy, thì nó sẽ ra cái đài FM này đấy, thì các bác đánh cái đài FM và tải về đây, đánh cái ứng dụng xong các bác cài đặt đấy, thì ngay lập tức nó sẽ có các cái kênh FM này các bác có thể nghe đấy. Một số bác thì cũng hỏi em là chưa biết cách cài cái wifi, thì đầu tiên là các bác vào phần cài đặt này, xong có phần wifi này đấy, thì hiện tại em đang dùng kết nối wifi qua điện thoại iPhone đấy, thì tùy các bác có thể cài đặt và thu wifi ở đây đấy. Còn nếu mà các bác muốn phát wifi thì các bác phần thêm đấy, và phần điểm truy cập di động này, xong các bác bật cái điểm truy cập wifi lên, nếu khi mà các bác cắm sim rồi mà các bác muốn phát cho các người khác cùng dùng cái wifi ấy, thì các bác vào đấy, thao tác lại cho các bác này, các bác vào phần thêm đấy, sau đó chế độ cái phần USB internet và điểm truy cập cá nhân di động này, anh kích vào đây này, các bác phát lên, thì nếu mà các bác cắm sim rồi ấy, thì là nó sẽ phát wifi cho các bác trên xe đều có thể sử dụng đấy.
Thì trên đây là một số cái tính năng mà các bác cần cập nhật thêm. Đấy. Thì còn những tính năng nào mà các bác gặp phải mà các bác chưa có cái hướng xử lý, các bác có thể là comment, thì bên em khi nhận được comment thì các em sẽ hỗ trợ các bác nhiệt tình xử lý triệt để các cái lỗi gặp phải. Xin chào các bác.